Và Song Ngân cũng rất vui mừng gặp được một nhân vật nữa đặc biệt trong cộng đồng, đó là anh Tony Bùi. Và anh là bây giờ phụ trách về tổ chức những cái sinh hoạt, những cái hoạt động, những cái tổ chức sắp tới cho thành phố Westminster. Thì Song Ngân xin chào anh Tony Bùi ạ. Dạ vâng. Dạ Tony Bùi hân hạnh được gặp chị Song Ngân hôm nay. Và Tony Bùi là được vừa được các bạn ủy trong thành phố, gọi là ông thị trưởng cũng như 5 người trong hội đồng thành phố họ appointed cho mình được làm Planning Commissioner, là ủy viên kế hoạch của thành phố, để duyệt xét qua các planning, các kế hoạch để xây dựng nhà của cư dân cũng như nhà của building business và cũng như của những công viên công cộng của thành phố. Thì mình phải duyệt qua xem cùng với 5 người khác, 4 người khác duyệt xem những cái planning nó có hợp được với lại vấn đề safety, an toàn cho thành phố, vấn đề feasibility, vấn đề là nó có thể giúp cho thành phố phát triển mạnh hay không, và thứ ba là nó hòa hài với lại tất cả mọi người trong thành phố, thưa chị. Wow, hay quá. Như vậy thì Song Ngân biết chắc, mặc dù chưa hỏi, người mà có thể tổ chức những cái planning và duyệt xét những cái kế hoạch xây dựng về nhà cửa, về những cái trung tâm thương mại, có phải không ạ? Thì chắc chắn là anh phải có bằng kỹ sư trở lên, đúng không? Cho Song Ngân biết được rõ thêm về cuộc sống của anh sang Mỹ năm nào và bước vào trường đại học nào để trở nên một người kỹ sư mà giỏi như ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Rất là hân hạnh được chị hỏi đúng cái câu hỏi mà nhiều người khác cũng muốn được hiểu biết. Một người Planning Commissioner đưa được appoint vào thành phố phải có khả năng như thế nào thì mới xứng đáng được mọi người tuyển chọn hay là đề cử vào chức vụ đó. Thì Tony Bùi hân hạnh sang Mỹ từ năm 1971, thưa chị, là sinh viên du học sang đây, sau đó tốt nghiệp bằng cử nhân 4 năm, rồi có thêm cử nhân về engineering, rồi có thêm phải thi mới có được bằng PC, Professional Engineering, PE License. Thì với cái bằng đó, mình có thể đóng dấu trên những cái văn bản mà xây dựng, phát triển của tư nhân cũng như của thành phố. Vì với kinh nghiệm đó thì mình hy vọng là sẽ đem hết cả những sở trường là advantage, làm sở dụng là usefulness. Đó là như vậy. Mà ra trường từ năm 71, rồi sau đó làm việc trong các công ty lớn như là Beto, như là Full Daniel, như là Jacobs. Đó. Và đã từng làm việc với trung tâm nghiên cứu nguyên tử lực Stanford, gọi là Stanford Linear Accelerator Center. Song Ngân rất là cảm ơn anh Tony Bùi. Và với tính cách là một người nằm trong một cái hội đồng mà có thể xét duyệt những chương trình xây dựng sắp tới đây của thành phố, thì anh có thể bật mí tí nào về những chương trình có kế hoạch gì mới không anh? Có thể cho khán giả Little Sài Gòn TV biết được hay không ạ? Dạ vâng, kính thưa chị, thì chương trình phát triển của thành phố rất là cần thiết. Thành phố Westminster đó, 50 năm trước nó nhờ những cái bãi ruộng đất dâu, trồng cam rồi đó. Và bây giờ với sự đóng góp của hơn 300.000 đồng bào Việt Nam mình là cư dân thì thành phố này đã phát triển rất mạnh. Tuy nhiên phần thành phố phải tiếp tục phát triển thêm nhiều hơn nữa, và muốn được như vậy thì các cư dân cũng như phải thu hút được góp phần của những business lớn khác. Thì khi họ góp phần vào đó thì họ có những kế hoạch phát triển như thế nào, mình cũng phải thành phố phải duyệt xét cho nó phù hợp với sự phát triển của tất cả mọi người, chứ không thể là một nơi toàn là vì quyền lợi của bè nhóm nào đó mà thôi. Đó là nguyện vọng của cư dân của Westminster cũng như là những người trong thành phố. Tức là chúng ta phải cân bằng giữa cái sự phát triển của thành phố với sự an toàn và phát triển của cư dân về phương diện giáo dục, về phương diện xã hội, về phương diện văn hóa. Đó là sự cân bằng mà tất cả cư dân của chúng ta phải cùng nhau đóng góp vào
để cho thành phố được phát triển một cách toàn vẹn. Dạ, Sông Ngân rất là cảm ơn những chia sẻ vừa qua của anh kỹ sư Tony Bùi và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình sắp tới. Sông Ngân rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cuộc Sống Muôn Màu của Sông Ngân. Trong những tuần vừa qua, Sông Ngân được đặc biệt tham dự hai cuộc đại lễ lớn của cộng đồng chúng ta. Đó là Đại lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tổ chức tại Sài Gòn Performing Arts Center. Và bây giờ là Đại hội Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương hàng năm do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức. Và Sông Ngân rất là vui khi được tham dự những ngày lễ lớn, ngày lễ hội lớn của cộng đồng của chúng ta là như vậy. Là vì là một người Việt Nam, sinh trưởng ở Việt Nam, thì Sông Ngân cũng rất hãnh diện với cái lịch sử hào hùng của dân tộc từ thời vua Hùng dựng nước và sau đó là hai vị nữ nhi anh hùng của người Việt Nam, đó là Hai Bà Trưng. Thì Sông Ngân rất là hãnh diện và rất là vui được làm một cái loạt bài phóng sự về những nhân vật trong cộng đồng chúng ta đã góp một bàn tay tổ chức ngày lễ dỗ Tổ Hùng Vương cũng như là ngày Đại lễ Hai Bà Trưng hàng năm. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi.